Chào quý vị và các bạn thân mến. Mình có mấy món đồ muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn nha. Thì có mấy cặp loa và một cặp vỏ thùng. Đầu tiên việc giới thiệu đến quý vị và các bạn cái cặp vỏ thùng lưới mắc võng nha. Cặp này vỏ đẹp xuất sắc theo hàng bãi nha. Thì nó chạy rất là ít, nhưng quý vị cái này lao bụi là xong. Đó. Rồi trước tiên thì mình sẽ đo cái kích thước thùng, thì sau đó báo giá và phương thức mua hàng, thì quý vị nào chuyển khoản trước thì bán trước nha, không chờ không đợi. Và việc là không ship COD nha quý vị và các bạn. Rồi. Ngang ngang cái vỏ này là 40, chiều ngang là 40 nha quý vị. Chiều sâu là 28. Ngang 40, sâu 28 và chiều cao là 60,5. Chiều cao 60,5. Đó. Vỏ thùng là gỗ lạng nha quý vị và các bạn. Vỏ gỗ lạng. Rồi, để việc quay một vòng cho quý vị và các bạn cùng xem nha. Cho quý vị xem ở phía sau. Đấy, vỏ này rất đẹp luôn quý vị và các bạn. Đó. Không bể nở nha. Tuy nhiên thì chạy chút đỉnh là phải có. Đó. Rất đẹp. Về quý vị nghiên cứu độ chế vỏ thùng toàn giải đồng trục karaoke làm gì đó làm. Đó. Thì tùy cái phương thức chơi của quý vị, cách chơi của quý vị và các bạn nha. Đó. Đây là vỏ thùng Nhật, vỏ thùng cũ. Đó. Quý vị nào mà không thích thì có thể mua vỏ thùng mới đóng bây giờ cũng được, thì tùy theo quý vị. Rồi. Thì cái vỏ này khi đẩy lưới vào thì hình thức nó như vậy nè quý vị và các bạn. Đó. Đấy. Lưới này là bắt ốc nha, tại mình chưa có bắt ốc á, cho nên nó dễ rớt ra quý vị. Đó, đẩy lưới vào là hình thức nó như vậy. Rồi, máy này chế vào mấy cái đôi lo đồng trục toàn giải đâu đó là đẹp ken xà beng luôn. Rồi thì cái vỏ này ở trước đó, người ta thiết kế hai lỗ thông hơi cho quý vị và các bạn luôn nha. Hai lỗ thông hơi. Đấy. Hai lỗ thông hơi ở phía trước, và phía trước mặt này được hoàn thiện bằng gỗ lạng luôn. Rồi thì cái đường kính của cái lỗ này nè là 26. Quý vị có thể bắt bát 30 được. Nếu bát 30 thì quý vị phét cái lỗ này bự ra chút xíu, tại vì hai bên này nó còn dư tới 4 phân, mỗi một bên 4 phân là 8 phân, mỗi một bên 4 là 8 nữa, thì mình phét cái lỗ bự ra một tí mình bắt bát 30 đó thì vẫn được đó. Mà tùy quý vị nha, quý vị độ chế thì quý vị nghiên cứu, chứ còn việc là bán y như vậy nha. Rồi cái lỗ chép còi ở phía trên nè, cái chiều ngang là ba ngang là 30 ngang là 31 quý vị, ngang là 31 quý vị, chiều cao là 15,5 nha. Thì tình trạng vỏ thùng là đẹp. Ken. Đó. Thì mình chia sẻ cho quý vị và các bạn với cái giá là 2 triệu 500 nghìn đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi giá này không có thương lượng. Quý vị nào nghiên cứu có độ chế gì được á, thì độ chế cân nhắc kỹ trước khi alo nha quý vị và các bạn. Đó. Thấy mắc quá thì mình mua vỏ thùng mới, đóng mới và mình xài. Đó. Rồi. Thì mấy cái vỏ như thế này mà 2 triệu năm thì không có gì gọi là mắc hết quý vị và các bạn. Tiếp theo là một đôi loa săn xuôi SB200. Thì mấy cái dòng loa này nghe băng cối, nghe nhạc vàng thì hay nha quý vị. Trưng bày cũng đẹp. Đó, lưới mắc võng thì mình đã tháo ra rồi đó. Rồi, thì kích thước thùng để mình đo cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Kích thước thùng ngang là 38. Ngang 38. Ngang 38 và chiều cao. Cao là 66, cao 66 và chiều sâu là 32. Đó quý vị và các bạn. Rồi. Thì dòng lo này là lo cổ đã qua sử dụng quý vị và các bạn. Đó, thùng không tút tát, không làm gì hết nha quý vị. Đó, thùng rất là đẹp. Đẹp so với tuổi đời nha quý vị, cũng năm sáu chục năm, sáu bảy chục năm rồi, nhưng mà nói vậy là đẹp lắm rồi.
quý vị cứ muốn đẹp như mới thì không có đâu, đó lưới Ecan còn đẹp nha. Rồi thì về phần là cấu tạo của loa thì nó gồm là hai chép còi, hai loa chung 13, một lỗ thông hơi và một bát 30. Tất cả các tiếng loa nguyên bản hết cho quý vị và các bạn nha. Dòng này thì tuyệt vời, thùng rất là nặng, thùng gỗ lạng nha quý vị và các bạn. Đó. Thùng gỗ lạng. Ở phía sau có volume tăng tiếng chung và tiếng chép. Công suất là 40W cho mỗi thùng, trở kháng là 8 ohm. Đó. Nghe nhạc vàng bolero, trưng bày đồ cũng tuyệt vời nha quý vị và các bạn. Rồi. Thùng không có bể nở. Đó. Chạy chút đỉnh theo năm tháng, so với tuổi đời thì nó rất là đẹp rồi. Tuổi đời nếu mà sản xuất ra cái đôi này á thì nó phải nói là tuyệt đẹp so với tuổi đời. Rồi. Giá của đôi này là 8 triệu đồng nha quý vị. 8 triệu đồng thì mình chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó, phí vận chuyển chắc khoảng 4-500 càng ngàn, tùy theo quý vị ở các vùng như là ở Thanh Hóa đồ này nọ đó thì khoảng 500 nghìn. Rồi. Trước mắt quý vị và các bạn đây là đôi săn xui SB 2000. Đôi hồi nãy thì 200, đôi này thì 2000. Và mời quý vị và các bạn cùng xem cái kích thước. Chiều ngang ngang là 38 và sâu thì vẫn là 32 và cao thì 65,5. Đó. Rồi. Để giờ thì vẫn là căng lưới mặt võng đó, để trưng bày rất là đẹp. Đậy vào thì hình thức nó như thế này. Đó. Thì những dòng này nghe băng cối trưng bày này nọ vân vân thì hết ý nha quý vị và các bạn. Thì cái loa này cái cấu hình của nó ngầu hơn cái đôi săn xui SB 200 một tí. Đó. Thì nó sở hữu là vẫn là một bát 30. Tuy nhiên là nó sở hữu được là một loa chung 16 mũi nhôm và một loa chung là đường kính là 13 và hai chép còi, một siêu chép còi. Đó quý vị và các bạn. Đó. Thì vẫn là lỗ thông hơi to. Ừ. Thì nó có tới 3 chép, hai chép còi và một siêu chép còi. Đó. Một loa chung 16 mũi nhôm thì tiếng nó rất là hay, hay thì đâu này cái tiếng chung của nó đó đẹp hơn cái săn xui 200. Đó. Giá thì nó cũng cao hơn. Để việc quay một vòng. Thì thùng là thùng gỗ lạng quý vị và các bạn, thùng gỗ lạng nha. Thùng gỗ lạng. Tình trạng thùng thì chạy chốc chút đỉnh, không bể không nở, thùng này gọi là thùng đẹp. Đó. Nếu mà nói về đồ cũ thì dạng này là đẹp xuất sắc. Tuyển chọn luôn đó quý vị. Cái này là mình không có tút tát á, cái này quánh quẹt ni lên một cái là đẹp keng luôn đó. Rồi. Đó. Phía sau thì có hai cái volume để tăng tiếng chung và tiếng chép. Và công suất của nó là 70W, trở kháng là 8 ohm quý vị và các bạn. Ừ. Hai cái volume tăng tiếng chung và tiếng chép nè. 4 quay 6 speaker, tức là loa này là 4 đường tiếng, 6 loa. Đó. Cái volume này nó rớt mất một cái miếng nhôm bọc bên ngoài nè quý vị. Đó. Thì cũng không ảnh hưởng gì ha, quý vị và các bạn. Đó. Rồi. Tình trạng đẹp keng. Loa nguyên bản nguyên zin hát tốt cho quý vị. Và giá đôi này thì mình chia sẻ cho quý vị và các bạn là 8 triệu 600 nghìn chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó. Thì phí vận chuyển thì nó khoảng 4-500 ngàn. Tùy quý vị và các bạn ở vùng sâu vùng xa ở các tỉnh ở phía Bắc á thì khoảng 4-500 nghìn nữa. Tại mấy đôi này nó rất là nặng nha quý vị và các bạn. Và giá này thì không có thương lượng. Đó. Rồi quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ 0963 72 1519.